Tôi đánh giá rất cao MISA là cái việc MISA đang chuyển dịch theo cái xu hướng của thế giới là phần mềm như là một dịch vụ để giúp được các doanh nghiệp chỉ với một cái chi phí rất phù hợp và có một cái dịch vụ hết sức thuận lợi.